Bích Hằng xin chia sẻ và cũng xin nói lại một chút. Bích Hằng hiện là cán bộ của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người thuộc Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam, gọi tắt là VUSTA, và được sự thành lập bởi cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng với các nhà khoa học, và được sự cho phép của chính phủ để hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu về những khả năng tiềm ẩn của con người và những tiềm năng của con người mà chúng ta vẫn thường gọi là những cái khả năng đặc biệt ngoài cái sáu giác quan thông thường, năm giác quan thông thường của chúng ta. Và viện thì tiền thân trước đây thì Bích Hằng làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người từ năm 1996. Và đến năm 2013 thì cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng với các nhà khoa học như Phạm Minh Hạc, rồi giáo sư Phan Anh, rồi thiếu tướng Ngô Vi Thiện thấy rằng những cái việc mà chúng ta đã nghiên cứu rất là nhiều năm đã đến lúc đưa vào ứng dụng trong cuộc sống để có những cái việc làm hữu hiệu, hữu ích, phục vụ cho cuộc sống song song với khoa học hiện thực, khoa học đang thực nghiệm. Thì có một khoa học, đó là khoa học tâm linh. Và những kết quả nghiên cứu đó, những khả năng tiềm ẩn của con người được nghiên cứu, được kiểm chứng sau nhiều năm thì sẽ được đưa vào để ứng dụng. Và từ viện, từ nâng cấp từ trung tâm thành viện. Đấy. Và nhưng hiện tại thì vẫn có hai cơ quan song song, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Và hiện tại thì hai cơ quan này đều đang ở tại thủ đô Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người thì hiện nay có chị Võ Hòa Bình, con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đang là lãnh đạo của trung tâm. Và Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người thì do giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Anh làm viện trưởng, cùng với đội ngũ của các nhà khoa học, bao gồm những giáo sư tiến sĩ, có cả những cán bộ khoa học là giáo sư tiến sĩ của Viện Khoa học Hình sự Bộ Nội vụ cũ, nay là Bộ Công an, và nhiều các cái tiến sĩ khoa học như vật lý, như toán học. Trong viện thì có rất nhiều các cái bộ môn, có rất nhiều bộ môn là bộ môn như Bích Hằng làm việc thì gọi là bộ môn cận tâm lý, bộ môn năng lượng, bộ môn cảm xạ, rồi những cái bộ môn chữa bệnh không dùng thuốc, nhiều lắm. Tức là viện thì có rất nhiều bộ môn, và tất cả những người được cộng tác với viện thì là những người đều có những cái khả năng đặc biệt và đang làm những công việc thuộc cái lĩnh vực mà những người đó có khả năng nổi trội. Nếu như chúng ta chịu khó theo dõi ở trên mạng hoặc là theo dõi ở các phương tiện truyền thông thì thấy là nổi trội có một trung tâm chữa bệnh không dùng thuốc, đó là của cô Phạm Thị Phú ở Sông Công, Thái Nguyên. Và tại sao Bích Hằng không giới thiệu rất nhiều trung tâm mà lại chỉ giới thiệu mỗi mình cô Phạm Thị Phú thôi? Bởi vì cái việc cô Phú đang làm nó có liên quan rất mật thiết đến những cái thành tựu và thậm chí kể cả những cái hậu quả mà mấy hôm nay đàn lễ chúng ta đang thực hiện. Đó là những căn bệnh thuộc về tâm linh, những căn bệnh thuộc về nghiệp chướng. Bích Hằng sẽ nói sâu vào cái chủ đề này vào một câu hỏi khác. Còn trả lời và quay về với câu hỏi của thầy Thông Lưu thì Bích Hằng có khả năng là từ năm 1989 đến bây giờ thì cũng hơn 30 năm rồi. Từ lúc mới 18 tuổi ạ, và bây giờ thì cũng ngoài 50 rồi. Bên kia cái dốc của cuộc đời rồi ạ. Và trong những cái tháng năm đấy thì Bích Hằng cũng đã làm rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng có những cái mốc thời gian, ví dụ như từ năm 1990 thì cái khả năng không còn ở trong lũy tre làng nữa mà vượt ra khỏi lũy tre làng. Còn từ những năm 89 đến năm 90 thì cái khả năng đấy chỉ là ở trong làng, trong xóm thôi, trong những người quen biết. Và lúc đó là quá trình khám phá bản thân ạ. Khám phá bản thân cho nên là đem đến rất nhiều những cái sự kinh ngạc, rồi thậm chí là bàng hoàng, rồi choáng váng, rồi sợ hãi, tức là tăng từng cấp độ trong cái quá trình khám phá khả năng bản thân của Bích Hằng. Bây giờ mà kể lại thì chắc là cũng hơn cả câu chuyện nghìn lẻ một đêm của nàng Sê-rê-ha-dát kể cho Đức Vua Ba Tư nghe.
Nên là Bích Hằng chỉ tóm tắt những cái giai đoạn như vậy thôi. Và trong thời gian đấy thì Bích Hằng làm rất nhiều những công việc, tức là cũng đi tìm hài cốt, tìm những cái mộ thất lạc của các gia đình trong thôn, trong xóm, và tìm một cách tự phát và giống như là đi xin việc vậy. Cho đến một cái sự kiện của năm 1990 thì tình cờ Bích Hằng lại tìm thấy ngôi mộ của một người, chú là giáo sư tiến sĩ của một học viện ở trên Hà Nội, và chú thấy rằng cái hiện tượng của con bé này kỳ lạ quá đi, và chú đưa lên Hà Nội để đưa cái thông tin này lên Hà Nội để cho mọi người cùng biết, để nhờ tìm kiếm. Và thực sự là những tháng năm đấy thì hoạt động bí mật như hoạt động cách mạng, kính thưa đại chúng. Hở ra thì sẽ bị quy là mê tín dị đoan, hở ra thì sẽ bị chính quyền đến hỏi, rồi thậm chí là lại lên ngồi viết bản tường trình. Đi đến một số địa phương cũng vậy, đi giúp họ tìm mộ xong rồi thấy gọi là lực lượng gì nhỉ? Bảo vệ địa phương gọi là dân quân à? Hay là du kích hay là gì đó? Họ đến, họ ngồi, họ chờ. Đó, thế lúc mình làm việc, mình đối thoại với vong thì họ vẫn thấy sợ, kinh ngạc. Một cái con nhỏ từ đâu nó đến cái làng này mà bây giờ nó ngồi, nó gọi vong lên, nó áp vong và nó nói tất cả những cái gì mà đến tông ti củ tỉ mấy đời nhà này nó lôi ra hết. Họ cũng sợ, nhưng việc làm thì họ vẫn phải làm. Họ vẫn phải nhắc nhở, họ vẫn phải lập biên bản. Và thậm chí họ nói rằng là nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì có thể họ phải bắt giữ để mời lên ủy ban. Đó, tức là những cái tháng năm đấy, cái công việc này rất là khó khăn ạ. Vâng, và sau đó thì từ năm 1990 Bích Hằng lên, đã đi học ở trên Hà Nội rồi và đi giúp cho rất là nhiều người. Và kể từ đó đến bây giờ thì hữu xạ tự nhiên hương, rồi tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ đồn càng xa. Tức là rất nhiều người đến nhờ, và con số để mà nói rằng Bích Hằng thống kê được là mình đã tìm được bao nhiêu, thì quả thật những tháng năm đầu thì Bích Hằng không hề có ý là ghi chép lại. Và rất nhiều người đề nghị là xin làm những bộ phim, rồi xin quay phim chụp ảnh, thì Bích Hằng không cho phép, vì Bích Hằng rất dị ứng với cái việc ấy. Bởi vì cái lúc đang làm việc mà tự nhiên có những cái sự can thiệp của sóng điện thoại này, hay là máy quay phim hay ánh đèn vào, thì ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà Bích Hằng làm. Bởi vì những tháng năm đầu tiên ấy, cái khả năng nó cứ mong manh mà nó thiên biến vạn hóa, nó nhiều khả năng lắm. Nào là xem bói ư, rồi đang đứng như thế này tự nhiên lắc lư, xong có một vong nhập vào, xong bắt đầu đi chạy đi tìm bố tìm mẹ, thậm chí nhảy xuống dưới kia hỏi ông này bà này là bố là mẹ tôi, xong rồi nói, thế rồi tự nhiên đi ở ngoài đường, thế xong có một vong chết tai nạn lại nhập vào, bảo là nhờ dẫn về nhà tôi ở chỗ này chỗ nọ, thế là lại đi theo cái lời hướng dẫn của vong và sừng sững xuất hiện ở trước cửa nhà người ta, làm người ta hết hồn. Không hiểu tại sao có một con bé nào nó đứng trước cửa, nó lại bảo rằng con bà chết bị tông một cái gốc cây xà cừ ở cái chỗ đấy trên cái công nông như vậy. Và vào đến nơi thì lại bảo là mẹ giặt cho con cái áo kẻ. Thế thì làm cho người ta tá hỏa và người ta sợ. Quả thật người ta sợ Bích Hằng như là sợ ma. Đúng là ma thật mà, ma nó bắt phải dẫn về. Bởi vì cái vong đấy không về được nhà. Lại bảo rằng bây giờ... nếu mà cậu nhờ tôi về thì lấy gì làm tin, tôi vào đấy nhỡ bà vác đòn gánh bà đánh tôi thì sao? Thế thì ở đấy là cái vùng Thường Tín á, Thường Tín Hà Nội, họ trồng rau sẵn gồng gánh lắm, họ phang đòn gánh cho là chuyện bình thường. Vì đã mấy lần ở quê Hằng bị vác đòn gánh đánh rồi, biết rồi. Thế xong đi vào thì bảo là phải nói câu này này, là bạn ấy bảo là cô bác lấy cái áo kẻ ra giặt cho bạn ấy. Thế là khi mà nói đến áo kẻ thì bà mẹ khóc òa lên, bởi vì trước khi bạn ấy đi chở công nông hôm đó thì bạn ấy có dặn mẹ là có cái áo con vắt ở trên đầu giường mẹ giặt cho con thì đúng là cái áo kẻ. Và thế thì đấy là con bà chứ ai nữa. Đấy, rồi nhiều lắm. Rồi đến khi được các liệt sĩ nhắn về thì các bà lại nhầm là con các bà, thế ra cứ ôm chặt lấy xong khóc lóc. Rồi có khi các cụ nhập vào, thế là các con cháu cúi rạp xuống lạy con lạy cụ, lạy ông lạy bà, mà mình cứ ngớ ra không biết giải thích kiểu gì. Tức là tôi chỉ là người truyền đạt lại lời thôi. Đó, nhiều câu chuyện vui lắm. Và cho đến năm 1994 thì Bích Hằng học đại học xong và vào quân đội làm việc. Và lại bị quản lý theo thể chế của quân đội. Vào quân đội làm việc là làm việc ở một đơn vị làm kinh tế, chứ không phải là lực lượng làm nhiệm vụ vũ trang đâu. Làm kinh tế. Và mặc nhiên ở trong cái đơn vị làm kinh tế ấy thì Bích Hằng vẫn phải làm những công việc bình thường, đó là làm ở phòng kế toán
phòng tài chính của công ty và làm một kế toán viên như tất cả mọi người bình thường. Còn những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì đi tìm mộ. Và nhân duyên đưa đến là có một hôm Bích Hằng gặp một bác ở báo Cựu Chiến binh. Bác là đại tá Hàn Thủy Vũ, lúc bấy giờ là bác phụ trách phụ san tìm người thân. Sau khi theo dõi quá trình làm việc của Bích Hằng thì bác đề xuất và bác nói là bác đi hết từ sự kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Bác tham gia vào việc khai quật 13 liệt sĩ ở non nước Ninh Bình và biết rằng Bích Hằng tham gia tìm kiếm 13 liệt sĩ đấy là gần như là loạt pháo đầu tiên nổ ra cho cái vấn đề đi tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và tìm mộ tập thể. Thì bác đề xuất rằng tại sao Bích Hằng không dùng cái khả năng của cháu để đi tìm các liệt sĩ. Và từ đó thì mở ra cho Bích Hằng một con đường mới, đó là đi tìm liệt sĩ. Và rồi tìm các cái vụ việc liên tiếp, bởi vì hồi đó Bích Hằng còn trẻ và khỏe, say sưa. Rồi phần nữa đó là đi từ nỗi đau của gia đình mà ra, bởi vì gia đình cũng có liệt sĩ, cũng có thương binh và cũng có người đã hy sinh, để lại con là bơ vơ. Đấy, rồi mẹ thì tái giá để cho các con của liệt sĩ là rất là khổ sở. Và những người bạn học của Bích Hằng cũng vậy. Trước thì Bích Hằng cứ ghen tị với các bạn ấy rằng là sao được ưu tiên lắm thứ thế, nó học rõ là dốt mà tại sao nó không bị đúp, sao nó không phải nộp tiền gì cả, nó được miễn hết. Thế rồi học cấp 3 cũng vậy, chứ tự nhiên nó chẳng phải đi thi mà nó vẫn được đi học lên cấp 3 trong khi những người khác thì thi gần chết. Tức là nhiều khi mình còn quá trẻ để hiểu được cái nỗi đau. Nhưng mà mãi sau này, tại sao từ năm 2006 mà Bích Hằng làm, thưa với quý vị, đã đi làm như điên như dại. Bởi vì khi đấy Bích Hằng mất bố. Khi đấy mới thấu hiểu được tận cùng của nỗi đau là không còn bố nữa. Và rõ ràng lúc ấy Bích Hằng là năm 2006 đã 34-35 tuổi rồi, đã có một gia đình riêng, có con cái rồi. Thế mà tại sao cái mất mát ấy, cái sự mồ côi ấy, nó vẫn đớn đau đến tận cùng như vậy? Thế là Bích Hằng ngược thời gian trở lại, nhìn lại những người con của liệt sĩ, những người vợ, những người anh, người chị, người bố, người mẹ, thì thấy thương khủng khiếp. Tức là trong lòng cào cấu, và sau khi bố mất chỉ được 5 ngày thôi, là Bích Hằng đeo băng tang đi vào Duy Xuyên, Quảng Nam, Đà Nẵng, cũng quê của các quý vị ở đây đấy ạ. Và cày suốt, phải dùng từ là cày, nát cả cái dãy núi từ U Bò, Quảng Bình vào đến tận trong Quảng Nam, Đà Nẵng, Duy Xuyên. Đấy. Và đi như vậy để tìm, không có ngày, không có đêm, đi triền miên. Và lúc đấy rất mừng là có những người cộng sự ở Đà Nẵng, ở ngân hàng Techcombank là anh tổng giám đốc. Anh ấy cho mượn ô tô và cứ thế đi. Rồi mọi người cứ từ Hà Nội bay vào để Bích Hằng đi. Cho đến năm 2006, cuối năm 2006 thì Bích Hằng tiếp tục tiến quân từ Quảng Nam vào Bình Định. Và cũng lại cày sới ở đất Bình Định, Quảng Ngãi suốt bao nhiêu ngày tháng như vậy. Và đến năm 2008 thì bắt đầu vượt biển đi ra Phú Quốc, làm ở Phú Quốc nhiều lắm. Những tháng năm đấy thì kinh khủng, có thể nói rằng những tháng năm đấy là những tháng năm oanh liệt. Oanh liệt. Bích Hằng được cộng thêm bởi sự cảm thông và thấu hiểu. Và Bích Hằng chỉ có thể nói sơ về những cái số mộ tập thể đã tham gia. Nếu như năm Ninh Bình năm 1994, Bích Hằng tìm 13 liệt sĩ ở non nước Ninh Bình, đấy là trận mở màn. Rồi sau đó thì nào là Pheo, nào là Tu Vũ chống Pháp, rồi Điện Biên Phủ. Thì đến năm 2002 thì Bích Hằng tham gia tìm kiếm ở trận đánh Ca Nắc, căn cứ biệt kích Ca Nắc, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Thì Bích Hằng tìm được là 256 liệt sĩ. Và có những đợt Bích Hằng đi vào trong Đắk Rông, rồi đi sát sang biên giới Việt Lào đi tìm liệt sĩ. Và thưa với quý vị rằng có những cái lúc tuyệt vọng kinh khủng, không tìm được, đào bới trong rừng cả tuần vẫn không thấy. Thì Bích Hằng cùng với những người thân của liệt sĩ đi kiếm đất, nặn tượng Phật, tự nặn tượng để cầu nguyện Đức Phật gia trì phù hộ cho chúng con
để chúng con tìm được liệt sĩ. Đó, không có chùa làm gì có, trong rừng lấy đâu ra. Và tự nhiên trong tâm thức sâu thẳm, sâu xa của mọi người lúc đấy đều nghĩ đến Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật, cùng nhau nặn một cái tượng bằng đất lên để cầu nguyện. Và không hiểu phép màu nhiệm nào mà sau 3 ngày vừa nặn tượng vừa cầu nguyện, thì đến ngày thứ 4, Bích Hằng cùng với những người thân của gia đình đã tìm thấy 5 liệt sĩ. Đó, cái sự màu nhiệm của Phật Pháp như vậy, và ánh sáng của Phật Pháp đã soi rọi đến tận những nơi thâm sơn cùng cốc, đèo heo hút gió như vậy. Mặc dù không tượng, không chùa, nhưng trong tâm, trong hạnh nguyện, trong mong muốn khát khao cháy bỏng của mình hướng đến Phật, và lấy mấy cái viên đất nặn lên, mặc định đấy là Phật và cầu nguyện, thế mà cũng được cái sự mầu nhiệm gia hộ để công việc của mình đạt đến thành tựu. Bởi vậy cho nên hôm nay các quý vị vô cùng may mắn lắm là lại được ngồi ở sân chùa trước Tam Bảo, và được Hòa Thượng, được Đại Đức, được các quý thầy hướng dẫn xiển dương cho về vấn đề Phật Pháp, rồi hướng dẫn cho tu tập, rồi làm lễ, rồi nguyện cầu cho thân nhân của mình. Và đặc biệt hơn nữa, đó là lại cầu siêu cho các thai nhi sút sảo. Hà Nội thì gọi là thai nhi sản nạn. Để vào đây nói chuyện là Bích Hằng phải hỏi thầy Thông Lưu để tìm hiểu một vài từ của địa phương. Bởi vì Bích Hằng lớn lên thì ở Ninh Bình là cái nơi tiếng thì khá là phổ thông, và lại sống ở thủ đô. Bởi vậy cho nên có những từ địa phương có thể Bích Hằng không hiểu, mà Bích Hằng dùng từ phổ thông nhất là từ của Hà Nội. Thì nếu các quý vị nào không hiểu thì cứ hỏi, Bích Hằng sẽ giải thích lại. Và sau năm 2002 tìm ở Tây Nguyên, thì cái cuộc hành trình tìm kiếm đấy suốt 3 năm liền, từ 2002 đến 2005, là đào bới từ trong nhà dân này, trong buồng ngủ này, trong chuồng lợn này, trong phòng tắm này. Và có những chỗ đào cả đằng sau nhà người ta, khoét vào tường của phòng karaoke để lấy hải cốt liệt sĩ ra. Đấy, và tìm được gần 300 liệt sĩ để đưa về nghĩa trang của huyện Ca Bang. Còn những ai có người thân đến nhận thì đưa về quê hương. Cho đến năm 2006 thì Bích Hằng tham gia với các cựu chiến binh của tỉnh Bình Định để tìm mộ ở Bình Định, và kéo dài ra tận Quảng Ngãi và các liệt sĩ của sư đoàn 33 sao vàng. Đó, cho đến năm 2008 thì cũng là nhân duyên, thì Bích Hằng được mời đi dự một cái lễ cầu siêu cho liệt sĩ ở Phú Quốc. Đấy, và trước ngày đi cầu siêu thì có mấy cựu tù Phú Quốc đến nhờ là đi tìm mộ cho đồng đội ở Phú Quốc. Và câu chuyện là tranh cãi giữa hai bên rằng chú bị làm sao đấy, Phú Quốc là cái nơi để du lịch, Côn Đảo mới là nhà tù, tại sao lại bảo cháu ra Phú Quốc tìm mộ? Thì chú nói rằng Phú Quốc là nhà tù của chiến tranh. Thế và cuối cùng thì Bích Hằng lại thấy tự nhiên có một cái thư mời của Giáo hội Phật giáo do Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ký là đi dự lễ cầu siêu ở Phú Quốc. Thì Bích Hằng bảo ồ, thế là có nhà tù ở đấy thật. Chứ còn lúc đầu vẫn cứ tưởng là cái chú kia chú nhầm. Đó, và lúc đấy thì Bích Hằng bay ra Phú Quốc ngay lập tức. Và đã tìm được ở Phú Quốc sau mấy tháng ròng rã quy tập, mà đội K92 là trực tiếp phụ trách để làm việc ở đấy, thì đã quy tập được 1.756 hải cốt liệt sĩ. Sau Phú Quốc thì Bích Hằng đánh lấn tiếp vào sân bay Vĩnh Long ạ. Ở sân bay Vĩnh Long thì có một đại đội đặc công đánh sân bay Vĩnh Long vào năm 1968. Thế khi được lời nhờ của một cán bộ cấp cao đấy, và cũng được biết rằng là ở đấy là cái đơn vị mà nguyên Thủ tướng Chính phủ của chúng ta là cũng thuộc quân số của đơn vị ấy, đánh ở sân bay Vĩnh Long. Thì Bích Hằng nhận lời đi vào trong sân bay Vĩnh Long và tìm. Ở sân bay Vĩnh Long thì cái việc tìm kiếm đã diễn ra nhiều năm lắm rồi, rất nhiều năm, và có cả sơ đồ của phía bên Mỹ họ cung cấp, nhưng mà đào bới tìm kiếm cũng không được, vô vọng. Bao nhiêu lần tìm kiếm đều không thấy. Và năm 2010 thì Bích Hằng đã vào, xác định tất cả các vị trí trong một cái buổi trưa nắng không thể nắng hơn, tức là ngoài trời nắng phải tới 42-43 độ, để đi vòng xung quanh hết cả sân bay Vĩnh Long. Ngày xưa là sân bay nhưng bây giờ không còn là sân bay, tức là bây giờ mấp mô nào nhà cửa, nào là ruộng vườn.
Đấy, và cuối cùng thì Bích Hằng đã đi đánh dấu các vị trí. Sau đó thì tỉnh đội Vĩnh Long cùng với cơ quan thương binh xã hội và địa phương đã cùng phối hợp để khai quật lên và đã cất bốc được 35 hải cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Và cái cuộc tìm kiếm đấy vui lắm, nó diễn ra rất là vui, bởi vì những người tham gia chiến đấu họ còn sống và họ nói, họ gọi nhau, họ nói chuyện, họ vạch tội là 10 quẹo, hồi xưa cái bao thuốc 20 điếu mà mày dám lấy mất 4 điếu chỉ còn 16 điếu. Rồi cái chai rượu bảo cho anh em để uống thì tại sao như thế tao không được uống. Thế là mấy ông đồng đội còn sống đấy, ông thì khóc, ông thì cười. Buồn cười vì là mình thó mà nó biết. Có ông thì khóc thì ân hận bởi vì không kịp đưa cho đồng đội uống trước khi vào trận. Tưởng rằng cái can rượu đấy sẽ uống rượu mừng khi chiến thắng, ai ngờ đâu đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống, hy sinh không bao giờ còn cơ hội nữa. Xúc động kinh khủng. Và cũng thưa với đại chúng rằng nhân thể đây Bích Hằng rẽ ngang một chút. Đặc điểm Bích Hằng đi tìm mộ bao giờ cũng có đầy đủ quân dân chính đảng, gia đình, người thân là người đầu tiên. Cộng với đó là gì? Phải báo cho chính quyền địa phương, và khi tìm thấy thì bàn giao cho cơ quan thương binh xã hội và quân đội họ thực hiện. Bích Hằng không bao giờ trực tiếp thò tay vào làm, trừ khi đó là mộ tập thể. Họ đào bới mà bí quá thì Bích Hằng có thể chứng kiến và nhặt xương của các liệt sĩ để phân loại, nhưng không nhiều lần như vậy. Còn thường là để khách quan thì Bích Hằng bao giờ cũng tìm xong, đánh dấu, bàn giao vị trí để cho gia đình cùng với các cơ quan chức năng khai quật. Bởi vậy nên cái câu chuyện rằng bảo rằng Bích Hằng thay xương trâu, xương lợn rồi các thứ vào hài cốt ấy, mà đó là một câu chuyện bịa đặt vu khống 100%. Hôm nay trước cửa Tam Bảo thì Bích Hằng sẽ trả lời câu nói ấy để cho tất cả các đại chúng khỏi băn khoăn thắc mắc rằng tại sao người ta bảo rằng bà Hằng đi tìm giả răng lợn rồi giả xương động vật. Bích Hằng không bao giờ đụng vào, không bao giờ. Có thì chỉ đứng ở trên nhìn xuống hoặc điều khiển từ xa, chứ không bao giờ Bích Hằng can thiệp vào cái việc ấy cả. Đấy, để đại chúng cũng đỡ, có những người cũng bị hoang mang rằng là tại sao lại như vậy. Nhưng bởi vì, đấy Bích Hằng đã nói rồi, nỗi đau từ chính gia đình mình, nỗi đau của bà nội, bà ngoại. Và đặc biệt bố Bích Hằng là người tham chiến 9 năm trong chiến trường, đúng 9 năm. Bao nhiêu lần ôm đồng đội đi chôn cất, và cũng biết bao nhiêu lần nằm bên xác đồng đội ngày này qua ngày khác ở dưới hầm mà không có cách nào lên được để chôn cất đồng đội. Nó thấm đẫm cái nỗi đau như vậy, cho nên có lẽ với cái sự mất mát của gia đình, với cái hạnh nguyện của Bích Hằng trước đây khi nhìn hai bà nội ngoại khóc vì bất lực không tìm được con cháu về, và với cái nỗi đau gần như theo suốt cuộc đời của bố bởi vì chôn cất đồng đội mà bây giờ không có cách nào tìm kiếm. Có những lúc vuốt mắt đồng đội còn hứa rằng yên nghỉ đi, tao sẽ về báo cho gia đình và mang mày về. Nhưng rừng xanh núi thẳm, chiến tranh kéo dài như vậy, thời gian thay đổi, có quay trở lại thì cũng không còn dấu vết để mà tìm, và bất lực. Nên là với rất nhiều những cái nỗi đau, những nỗi trăn trở, những nỗi khắc khoải như vậy, chứ lúc 10 tuổi Bích Hằng đã nguyện với bà, bên xác của bà ngoại nằm á, con lớn lên con sẽ đi tìm bác về cho bà yên tâm nằm nghỉ. Lúc đấy là bà ngoại mất. Đó, và có lẽ cái hạnh nguyện của cái cô bé lúc 10 tuổi ấy nó theo cho Bích Hằng cho đến năm 18 tuổi nó đã thành hiện thực. Và cho đến năm 94 thì thành hiện thực một cách có bài bản và có hệ thống. Chứ còn năm 1993 và những năm trước Bích Hằng vẫn tìm liệt sĩ, nhưng chỉ là các cá nhân đi nhờ. Và trong cái lần tìm liệt sĩ Ninh Bình thì chỉ một người nhờ thôi. Nhưng Bích Hằng đến, Bích Hằng bảo tại sao không phải có một chú đâu, nhiều lắm, các chú cứ nằm dọc nằm ngang tránh ra cho cháu ngồi nói chuyện với chú báu nào. Thế nhưng chú bảo nói chuyện với các đồng đội của chú nữa, chứ nói chuyện với một mình chú không nói với cháu. Thế là như vậy có nghĩa là mình chú báu nằm đấy, à không phải một mình chú mà còn có rất nhiều đồng đội nằm xung quanh. Đó, và đấy là cái mở màn đầu tiên. Sau này thì Bích Hằng cũng tìm rất là nhiều ạ. Và cộng thêm nữa là xác định danh tính. Bích Hằng phân biệt hai loại nhé. Thứ nhất là tìm thấy đi quy tập về.
và thứ hai là xác định danh tính của những ngôi mộ vô danh đã có ở trong nghĩa trang. Chúng ta không thể đánh đồng như vậy được. Chúng ta bảo rằng chúng ta tìm được thì như thế là vô hình là chúng ta cướp công của những đội quy tập. Người ta đi quy tập về, nhưng bởi vì trong những cái hài cốt không còn gì để lưu lại tên tuổi, cho nên những mộ liệt sĩ không biết tên để ở trong các nghĩa trang, các đội quy tập về để vậy. Và Bích Hằng đi cùng với thân nhân gia đình làm nhiệm vụ là xác định danh tính thôi. Là những liệt sĩ đấy họ trao đổi với Bích Hằng và họ bảo rằng đấy tôi quê đấy tên như vậy và đi tìm người thân như vậy. Thế thì hai bên âm dương giao lưu với nhau và biết nhau. Đó. Còn mộ nhân dân thì nhiều, nhiều lắm. Rất rất nhiều. Có khi Bích Hằng tìm thấy cả một cái hố chôn tập thể nhân dân. Do những cái tháng năm mà đói ấy, thì người ta vùi xác, người ta vùi rất là nhiều. Rồi có những cái lúc mà bị đàn áp tra tấn, người ta chôn bao nhiêu người xuống dưới ruộng ở dưới Thái Bình ấy, xong rồi nó chôn cứ lấp đến cổ, xong rồi nó thả trâu bừa lên trên đấy và san phẳng làm ruộng. Rồi cái công cuộc gọi là cải cách ruộng đất nhiều, rất rất là nhiều. Cho nên nếu nói là cụ thể số lượng là bao nhiêu thì không thể, nhưng phải nói rằng nhiều nghìn, trên dưới 10.000 cái hài cốt mà Bích Hằng đã mang về cho người thân.